vào cái phần kim sơ thì nó là tay vừa mở ra thì nó cho coi ra rồi á. Xin chào anh em, chào mừng em trở lại channel của mình. Và hôm nay lại tiếp tục một trận banh nữa tại sân Football Arena cùng với lại đội của Lâm Rô Béo. Đây, Lâm đây. Và ai nữa? John Trinh. Trời ơi, sức mạnh vậy anh. Rồi, có ai nữa? Tân Messi. Anh Minh. Hello. Sông luôn ghê vậy. Ồ, suýt chơi banh dằng rớt xuống sông luôn rồi. Banh đâu vậy? Banh đâu tôi? Rồi, có thủ môn Khoa Mập. Hello. Khoa Mập. Rồi. Và có cả Tú bên UFC nữa này. Tú. Hello. Rồi. Và đối thủ của chúng ta bên kia toàn là mấy ông người nước ngoài không à. Tây da trắng da đen gì cũng có cả. Ok, giờ thì bắt đầu nha. Đội mình có vẻ lép vế hoàn toàn về thể hình với đội bạn. Sức rất mạnh của Tân Messi. Hôm nay không có King Messi, có Tân Messi nha anh em. Rabona. Đâu rồi. Bàn thắng rất đẹp. Chà, cú sút rất mạnh của John Trinh, rất tiếc lại ra ngoài. Và sự rất hay của Lâm Rô Béo. Lại một bàn thắng nữa của Lâm Rô Béo. Tú qua kìa Tú. Minh. Tên tích cực lên, tên một trái nữa thay nha. Được, được. Ôi,
cho tạp. Tạp vào đi. Tú và đã tấp tí cho Thi lên cao chứ. Là đáp trả rồi bạn. Hết hiệp 1. Wow, quá hay. Rainbow Flick rất hay của đội bạn. Rất tiếc bóng lại ra ngoài. Tôi mới xì bàn liên tục luôn. Rất nhanh. Khéo quá. Trời ơi. Là lâm rô béo. Rồi, trận đấu đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội của Lâm Rô Béo. Các bạn tay có vẻ hơi yếu, nhưng không sao, chỉ là bóng đá mồ hôi sức khỏe thôi.
Rồi, nếu anh em thấy hay, nhớ like và subscribe channel YouTube của TI Soccer. Mình sẽ còn làm rất nhiều video clip về thi đấu hôm nay như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại.